Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ bởi nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một số phát sóng rất là đặc biệt. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại những cái chi tiết mà Thảo tin chắc là sẽ mang đến những điều thú vị cho quý vị khán giả. Cho phép Thảo được giới thiệu hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường. Đầu tiên đó là diễn viên, người dẫn chương trình Ốc Thanh Vân. Và nhân vật thứ hai là thạc sĩ Tonia, hiện đang là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Là khách mời rất là quen thuộc của chương trình, và đặc biệt là bà mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh, một cô con gái dễ thương. Khi mà theo dõi hành trình Con Đã Lớn Khôn thì cảm nhận của Ốc như thế nào? Là khi mà mình thấy hành trình của các bé, khi mà các bé mà không có cha, không có mẹ bên cạnh mà các bé vẫn hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tự nhiên mình cảm thấy đến khi nào con mình mới có thể làm được điều đó. Và Vân muốn biết là sau lưng Vân, khi mà không có mẹ Ốc ở bên cạnh, con mình nó sẽ xử lý mọi việc ra sao? Vân biết không, Nia cũng là một khách mời thường xuyên tham gia chương trình với tư cách là một người tư vấn và phân tích rất là nhiều về tâm lý của trẻ em ở độ tuổi này. Nhưng mà Nia cũng là một người mẹ có cậu con trai khoảng 5 tuổi. Vậy thì khi mà xem chương trình, thấy những cái giọt nước mắt vỡ òa khi mà về tới nơi rồi trong vòng tay mẹ, thì chính bản thân Nia cũng không có kềm được những cái cảm xúc của riêng mình. Trên thực tế thì mình lại coi chương trình Con Đã Lớn Khôn là một cái cơ hội rất là lớn để ở đó mình có thể có thêm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Với vai trò của một bà mẹ thì mình cũng phải chú ý rất nhiều đến cái việc phát triển của con trẻ tại nhà và có những cái điều chỉnh hành vi hợp lý. Bởi vì từ chính cái hình ảnh chương trình mang tới mà mình thấy là chúng ta không thể chủ quan. Thưa quý vị khán giả, hành trình Con Đã Lớn Khôn bắt đầu lên sóng từ tháng 7 của năm 2011. Đến nay thì cũng tròn trèm 3 năm là đã hơn 140 số phát sóng rồi. Thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những sự phản hồi tích cực từ phía quý vị khán giả. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị khán giả những hình ảnh. Đó là các bé đã từng tham gia vào những số đầu tiên của chương trình. Cho đến ngày hôm nay các con đã lớn khôn như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hình ảnh hai bộ đồ bà ba đáng yêu cùng những câu chuyện ngộ nghĩnh của hai bạn Bốp và Kim trong tập phim Con Đã Lớn Khôn, Ai Là Số 1, chắc chắn khán giả sẽ nhớ mãi. Hành trình đánh dấu sự trưởng thành của anh chàng Bốp khi biết giúp bà đi siêu thị mua đồ vì bà bị đau chân. Chủ đề của những câu chuyện cứ thay đổi liên tục, giờ đối tượng lại là cái loa phường. Thắng đường thôi chứ nó không nghe rõ nữa rồi. Năm 2013, anh chàng Bốp lại đánh dấu sự trưởng thành, sự tự tin khi được chọn để đảm nhận một vai diễn trong bộ phim Những Người Viết Huyền Thoại của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Chúng ta cùng gặp lại hai cô bé Ngọc Hà và Thảo Na trong tập phim Con Đã Lớn Khôn, Ai Là Người Tốt Bụng. Thực hiện thành công nhiệm vụ đi lấy rau và cá về nhà giúp mẹ, hành trình thể hiện sự lớn khôn và sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ với cả hai cô bé. Sao gì mà không nhảy từ đất đi? À, đó, mẹ đi sao thì bé chờ gì đó. Đừng phụ mình đi. Mẹ nói, ai là người tốt bụng, mẹ người không tốt bụng. Đột nhiên, chú mèo con đi lạc lúc trước lại xuất hiện. À, bên này nào? Bên này này. Tự tin sau hành trình Con Đã Lớn Khôn, hai cô bé tiếp tục tham gia và thể hiện sự ngộ nghĩnh đáng yêu của mình qua chương trình Ước Mơ Của Em. Bây giờ chú đã dẫn con tới khu du lịch Đại Nam đó, giờ mình sẽ vô đây. Nhưng mà có một chú ở khu Đại Nam sẽ giúp tụi mình đi tham quan ha. Xin chào chú. Xin chào chú. Chào bé. Con đã làm
Na. Con tên là Na. Ngày hôm nay thì chú cũng cảm ơn hai tụi con đã giúp chú có thể tìm chủ của bé Misa nha. Rồi chúc cho tụi con sau này lớn lên cũng sẽ biết bảo vệ động vật. Hai bạn nhỏ đã có một ngày tìm hiểu về cách bảo vệ động vật thật ý nghĩa. Hẹn gặp các bé vào tuần sau. Xin chào tạm biệt. Chào mấy bé kia, tạm biệt. Cô nàng Anya tóc vàng răng sún đáng yêu với nhiệm vụ bất khả kháng là đi taxi từ nhà thiếu nhi quay về nhà lấy áo dài và trống phục vụ cho buổi biểu diễn văn nghệ, cũng giúp cô bé và người bạn đi cùng không còn nhút nhát như những lời nhận xét của phụ huynh. Không có cái gì an toàn được. Vậy không có gài gì an toàn được, tại vì ý mới gài được, tại vì ý là công an nó trong miệng mới bắt á. Bên ý thì ai cũng phải gài hết, người nhỏ cũng phải gài, tại vì bên ý là công an mà nó thấy không gài thì là nó sẽ phạt. À, thì ra là về việc cài dây bảo hiểm cho trẻ em không ở trên xe ô tô. Không chỉ là con mình có thể làm những cái việc mà không có mẹ bên cạnh, nhưng mà giờ là với chương trình này đã giúp ích cho con chị rất nhiều. Như chị mỗi lần mà nhắc bé hoặc nhờ bé một chuyện gì thì chị nhắc lại cái chủ đề của chương trình là con đã lớn khôn, là bắt đầu bé sẽ làm liền, giúp mẹ liền. Cô bé đã tự tin hơn rất nhiều sau khi tham gia hành trình Con đã lớn khôn. Cũng như hai bạn Ngọc Hà và Thảo Na, Anya cũng tham gia chương trình Ước mơ của em. Con muốn là gì? Con định làm gì? Con muốn tự nấu ăn cho ba. Theo mà mẹ nấu là con. Này, rồi. Với khán giả chương trình Ước mơ của em, Anya là một cô bé cá tính và rất tự tin. Nay thì hiệp sĩ đã thực hiện được ước mơ của bé Anna, đó là làm một bữa ăn cho ba và cho gia đình, một bữa ăn rất là ấm cúng. Hôm nay khi mà xem lại những cái trường hợp rất là thành công của chương trình thì chắc là Nia cũng như Thanh Vân cũng có nhiều cái cảm xúc khi mà chúng ta liên tưởng đến những cái câu nói mà phải làm cho người lớn bật cười. Mình rất là thích quan sát các bé khi mà các bé thể hiện một cái nỗ lực hết mình trong việc xử lý các cái tình huống cũng như là nhiệm vụ mà người lớn giao. Và chính vì nó quá bất ngờ cho nên nó tạo ra một cái yếu tố rất là thu hút của chương trình. Nhưng mà từ yếu tố bất ngờ đó mình mới thấy là khi chúng ta nới lỏng cái vòng tay của mình ra cho con trẻ, và khi con trẻ được thực sự gọi là tự quyết trên tất cả những gì mà trẻ làm, thì cái khả năng ngôn ngữ nè, khả năng ứng phó nè, khả năng giao tiếp, mình mới thấy là trẻ bộc lộ một cách rất là chân thực. Thật sự để có được 140 số thành công và lên sóng thì không phải chúng tôi chỉ ghi hình 140 số thưa quý vị. Có rất là nhiều chương trình không thành công. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem những trường hợp mà chúng tôi cho là không thành công quý vị nhé. Bắt đầu tổ chức ghi hình tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đến nay, chương trình đã đem lại cơ hội tham gia cho quý vị phụ huynh và các thiên thần nhỏ ở rất nhiều các vùng miền khác như Đà Nẵng, Lâm Đồng. Bên cạnh những trường hợp ghi hình thành công đã phát sóng, chúng ta... hãy cùng điểm lại một vài trường hợp được xem là không thành công của chương trình. Trong đoạn clip sau đây, chúng ta hãy cùng để ý xem cách giao nhiệm vụ của bà nhé. Đi qua bà Hạnh chơi nha. Dạ. Đi qua hàng bà Hạnh rồi cái qua bà Hạnh bà nội may áo. Xong rồi đi xuống công viên nha. Xuống công viên chơi công viên rồi. Rồi tới chợ á, tới chợ mình mua hoa về cho mẹ nha. Dạ. Rồi giờ đi Vũ đi. Giỏi quá vậy bà nội thương. Rồi bây giờ mà mình đi lên bà Hạnh nha. Xong rồi bà nội dẫn con xuống công viên lắc vòng chơi nha. Bây giờ mình lên bà Hạnh trước nha. Yeah. Hai đứa đi lên bà Hạnh đi, bà nội với bạn đi khám bệnh chút rồi bà nội về. Không đi được hả? Được mà. Ủa được không? Hai chị em dẫn đi lên bà Hạnh đi. Đi với Bích Khuê nè, đi với Bích Khuê nè, tóm Khuê. Hai chị em đi. Đi được mà, đi đi con.
Gia có thể phân tích với quý vị phụ huynh là vì sao trong trường hợp này các bé dứt khoát là không đi? Với trường hợp này thì chúng ta thấy là có thể người lớn mình hơi chủ quan. Bản thân trẻ khi mà tiếp nhận toàn bộ những cái gọi là những cái chia sẻ của bà đó thì cũng rất là yên tâm, cái tâm trạng rất là háo hức bởi vì mình được đi với bà. Nhưng mà khi mà bà nói bây giờ đi một mình đi, bà đi khám bệnh, thực sự là trước tiên đó là các bé sẽ cảm thấy rất là hụt hẫng. Con cảm thấy cái điều này nó không có hợp lý. Tại sao bà Yến không đi một mình mà tại sao con lại không được biết trước cái điều đó? Mà Vân nghĩ đôi khi đối với những đứa trẻ con nó cũng có một chút gì đó nó tùy hứng nữa. Cho nên Vân nghĩ cái sự động viên hay khích lệ hay là mình giao nhiệm vụ theo một cách khác. Tức là ví dụ như hồi nãy thì Vân thấy trong đoạn phim này thì bà nói là hai đứa đi được mà, các con đi được mà. Tức là lặp đi lặp lại chỉ có một câu đó nhưng thôi. Nhưng mà nó chưa đủ liều. Sao mình không đúng, không mình đủ liều. Nó chưa đủ liều, mình không đổi. Tức là mình thay vì mình nói bằng cách đó thì có thể mình đổi một cái lời nói khác mang tính động viên. Thực ra với trẻ con á, người lớn mình hay áp đặt một kiểu gì nè, trẻ con không biết gì đâu, nhưng mà không có đâu. Cái việc mà gọi là hợp tình hợp lý, trẻ con đòi hỏi điều đó rất cao. Đúng rồi. Và chúng ta theo dõi hàng loạt những cái hành trình mà chúng ta ghi hình được á thì các bạn sẽ lưu ý một điều là gì? Ví dụ mẹ không đi được, chú thợ điện phải có chú thợ điện hiện diện ở đó. Phải có một chú cái lý thợ sửa ống nước hiện diện ở đó. Và cái lý do đó các bé sẽ đo đếm trên người thật việc thật. Trước khi chuẩn bị những cái buổi ghi hình như thế này, chúng tôi phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ cái việc kết hợp với gia đình, kết hợp với cái thử thách và điều đặc biệt hơn nữa là phải giữ bí mật với các bé. Nhưng đôi khi phụ huynh lại nghĩ rằng cái chuyện giữ bí mật với các bé không quan trọng. Trẻ con bây giờ nếu mà mình chỉ cần đưa cái máy chụp hình lên thôi là các bé đã biết mình phải làm gì rồi. Phải cười, phải hai, phải dày, phải làm đủ kiểu. Vì vậy mà cái sự xuất hiện của chú quay phim vô tình sẽ là một cái tâm điểm để các con chú ý mà quên hẳn đi cái hành trình của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được điều đó qua đoạn clip sau đây. Đi đâu mà hạnh? Rồi đi đâu mà hạnh? Đi đâu mà hạnh này? Đó, đi đâu vậy hạnh? Thì trả lời là giờ đang đi quay phim. Giờ đang đi quay phim. Quay phim rồi đi. Quang đi đến chị ấy. Bé đã từng chứng kiến các hành trình trước trên TV vào mỗi chiều cuối tuần đã rất là quen thuộc. Nhưng mà có điều cái mục tiêu của chương trình đó là gì thì bé lại không đón nhận như người lớn của chúng ta. Đúng rồi. À, các bé nghĩ đơn giản đó là các bạn ấy được lên trên truyền hình và bây giờ mẹ mình đăng ký cho mình đi Con Đã Lớn Khôn. Có nghĩa là mình được quay phim rồi mình được lên truyền hình. Còn cái chuyện mà mình phải hoàn thành nhiệm vụ trong cái hành trình đó, chuyện đó là chuyện thứ yếu, không cần quan tâm. Đúng rồi. Ừ. Vân nghĩ là trong lúc mà có thể như bé được giữ bí mật đi, các bé đi với một tâm thế là sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà rồi trong cái chặng đường mà cứ thấy các cô các chú rồi dọn đường để trả mọi thứ thì Vân, liệu bé có bị phân tâm nhiều không? Vân hiểu không? Thật ra là những người mà thực hiện chương trình đã phải làm cái động thái này á trước khi các bé đến đó rồi.
lâu lâu sẽ có sự xuất hiện của một bạn sinh viên, một tình nguyện viên hay là một chú bảo vệ, thì đó là tất cả những cái người của chương trình để làm cho cái mạch chuyện nó tự nhiên hơn và xem con có biết giao tiếp để mà nhờ hay không. Với những bé mà khi mà chúng ta nói hết tất tần tật mọi thứ với bé, cái tâm lý của phụ huynh là con thể hiện thật là tốt nhưng mà vô tình làm cho con bị phân tâm. Mình rất là chia sẻ với các bậc phụ huynh trong trường hợp này, động cơ của tất cả các ông bố bà mẹ nó đều tốt đẹp, đó là muốn con mình thật là hoàn hảo, động cơ đó nó không sai. Nhưng mà phụ huynh cần phải lưu ý quan điểm đúng của chúng ta khi chúng ta đến với chương trình này, đó là cái sự trưởng thành của con trẻ nằm ở chỗ là con trẻ xử lý tình huống chứ không hề nằm ở chỗ kết quả con trẻ xử lý như thế nào. Mời quý vị theo dõi tiếp những hình ảnh sau đây ạ. Ôi chết rồi, sáng chị Linh gọi điện về bảo mợ là quên hộp bút, mà không có hộp bút là thầy phạt. Thì bây giờ hai chị em cầm hộp bút ra cho thầy cho chị Linh cho mợ nhá. Xong thì cầm cái chõ đổ xôi ra cho bác Hường mượn. Thế thì xong hai con đi siêu thị mua giúp mẹ mấy thứ nhá, chẳng bây giờ mẹ phải lo nhà nhá. Cún và Cơm có vẻ rất sẵn sàng khi nhận nhiệm vụ mẹ giao, nhưng liệu hai cô bé có thực hiện thành công? Gì đấy? Mang cho mẹ Hương mượn á? Rồi, mẹ Hương cảm ơn nhé. Rồi, vào đây, hai chị em vào đây. Rồi, ngoan thế nhỉ? Cháu mang đi bộ nè. Cháu mang đi bộ cho mẹ Hương á. Mẹ Hương cảm ơn nhé. Rất nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai mẹ giao. Nhưng đến nhiệm vụ đi siêu thị mua đồ giúp mẹ thì hai cô bé nhất quyết không thực hiện. Đấy cũng là một trong những trường hợp mà chúng tôi cho rằng là không thành công để có thể chia sẻ với quý vị khán giả trên sóng truyền hình. Và thưa quý vị khán giả, để có được một chương trình thành công, đầy tính hấp dẫn, nhiều cảm xúc dành tặng quý vị thì chắc chắn là những người thực hiện chương trình đã phải nỗ lực như thế nào. Bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị khán giả cùng xem một số hình ảnh hậu trường để xem là một ngày tác nghiệp của cả ekip như thế nào khi theo chân một cuộc hành trình của Con đã lớn khôn. Cái trường hợp này là trường hợp mà nói là mẹ mới ra đầu ngõ xong mẹ bị té xe. Dạ, ngã xe chút xíu rồi cô. Dạ, không sao. Dạ. Cô nói tưởng thiệt lại coi kìa, thấy chưa? Chị thì cứ đưa cái miếng này. Có băng không? Chỉ còn lem vàng để ký nha. Thôi phải dịp vào biển từ đây thôi. Chạy đó, chạy thấy mồ luôn đó, thấy chưa? Tôi nhỏ nó ghê mà. Chúng ta cùng xem lại một vài hình ảnh đẹp về câu chuyện của anh chàng ga lăng Đăng Khoa và cô bạn đồng hành đáng yêu tên Thảo trong hành trình đi gửi đồ và lấy đồ giúp mẹ ở bến xe Thành Bưởi, để qua đó thấy được một ngày tác nghiệp của ekip chương trình Con đã lớn khôn. Mẹ giao cho Khoa với Thảo một cái nhiệm vụ rất là quan trọng là hai bạn nắm tay nhau, bạn Thảo thì xách cái này nè, còn bạn Khoa thì xách cái này, xong rồi giao ra Thành Bưởi cái chỗ mà mẹ hay gửi đồ á. Bí thật lớn khôn mà tự nhiên. Được rồi. Thưa quý vị,
thiệu các bạn. Ngày hôm nay chúng ekip con đã lớn khôn đang quay chương trình dưới Đà Lạt và muốn cho khán giả và đồng nghiệp cùng biết ngày hôm nay chúng tôi đã phải quay chương trình nó vất vả thế nào. Nhìn phía trên là anh quay phim, đây là anh bảo vệ anh quay phim. Và những người đi đường đằng sau mà đang chặn ô tô này là ekip đang cải trang. Đằng sau là trưởng phòng kỹ thuật anh Thành Minh. Còn một nhân vật nữa đang quay tôi đó là quay phim Mộng Tâm. Vì anh còn phía xa với anh mà đứng giữa làn đội trưởng đội bảo vệ. Còn bây giờ chúng tôi phải tiếp tục quay đây. Mau lên ăn qua. Xong rồi. Có nhiều bạn trai và nóng rồi. Hay là thấy ông còn nhiều bạn. Tâm thích máy quay cảnh Linh đang đứng ở trên bờ tường chị. Bảo anh đi xe máy này đi giúp chị cái. Cái anh chân cà thọt đang chạy kia là anh Dương quay phim. Mặc dù chân bị chấn thương nhưng anh chạy vẫn rất nhanh. Hiện tại quay phim chúng tôi đang vừa chạy vừa quay cho nên có thể hình khán giả, các bạn xem có thể hơi bị rung và nhòe là do bọn tôi đang chạy. Ôi à, mấy con chuột cáo này ghê ha. Hết hồn luôn, bạn hết hồn luôn. Bây giờ thì các bé đã chuẩn bị hoàn thành xong nhiệm vụ. Và lần đầu tiên ekip con đã lớn khôn chúng tôi đã đến với thành phố Đà Lạt. Đằng sau đây, tổ chức sản xuất là chị áo vàng đi cạnh cái xe máy. Đang qua. Không có xe tông. Mẹ ơi. Trời ơi, hai bạn mệt quá. Hai bạn mệt, ông qua đây, hai bạn qua đây. Hai bạn mệt quá. Bây giờ thì mọi người rất là mệt. Và bây giờ là 1 giờ trưa. Từ sáng là chúng tôi đã quay 2 trường hợp. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục thử thiết bị quay trên không. Ekip coi như là nhiều khi là chạy thục mạng rồi leo trèo rồi làm xiếc rất là nhiều những cái hành động mà đôi khi ekip cũng coi như Vân thấy rằng là các bạn cũng không có nề hà cái đúng sự rồi. Khó nhọc, không nề hà sự nguy hiểm chỉ để có những cái thước phim đắt giá nhất về những đứa trẻ, thì Vân nghĩ đó là một cái rất là đáng trân trọng của những người làm chương trình Con Đã Lớn Khôn. Để có được những tập phim hay như thế này, ngoài sự nỗ lực của ekip, chúng tôi cần có sự phối hợp rất là chặt chẽ từ phía gia đình. Và tất cả những thông tin liên quan về chương trình Con Đã Lớn Khôn, quý vị có thể chia sẻ về cho chúng tôi theo địa chỉ email condalernkhon@mcv.com.vn. Hoặc quý vị có thể theo dõi những thông tin của chương trình Con Đã Lớn Khôn trên fanpage của chương trình, đó là I Love Con Đã Lớn Khôn. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị cùng đón xem. We'll be right back.